trong niềm vui cùng với mẹ Maria. Giờ đây chúng ta cùng tung hô chúc mừng năm mới. Và 46 ngày nữa thì chúng ta sẽ chúc mừng năm mới Mậu Tuất. Sáng hôm nay con rất là vui vì sự hiện diện đông đảo của quý ông bà và anh chị em. Và con còn vui hơn vì các anh chị em ca viên đông hơn giáo dân. Trong tâm tình đầu năm giờ đây chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Biết bao nhiêu hồng ân chúng ta vừa lãnh nhận được trong năm vừa qua 2017. Giờ đây, những giây phút đầu tiên trong năm mới, chúng ta cảm tạ Chúa về những hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta năm vừa qua. Và chúng ta cũng tiếp tục dâng lên Chúa những giây phút mới này của năm mới, và xin Chúa tiếp tục chúc lành cho chúng ta trong suốt năm 2018. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng xin Chúa thứ tha những thiếu sót của chúng ta trong năm qua, và chúng ta cũng thành kính xin hứa với Chúa giúp cho chúng ta và chúng ta tiến bộ hơn trong năm mới này. Lạy Chúa xin thương xót chúng con, vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, hòa bình an dưới thế cho người thiên thần. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc mừng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con cho những loài chúng con kho tàng ơn cứu độ muôn đời.
Xin cho chúng con được nhờ lời Đức Mẹ khuyên giúp cầu thay, và chính nhờ Đức Mẹ chúng con mới được lành nhân nguồn sức sống vinh cô là Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiệp tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài Trích sách Dân số. Chúa phán cùng Môsê rằng: Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel. Hãy nói với chúng thế này: Xin Chúa chúc lành cho con và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan Thánh Chúa cho con và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con và ban bằng yên cho con. Họ sẽ kêu cầu danh ta trên con cái Israel, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa. Thank you.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ luật để cứu chuộc những người ở dưới chế độ luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dự tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai thần trí của con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng Abba, nghĩa là lạy cha. Thế nên bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con. Mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế nhờ ơn Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy các mục tử hối hả tới thành Bethlehem và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này, và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. Khi đã đủ 8 ngày, lúc cách ly cho con trẻ, thì người ta gọi tên người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô.